quý vị và các bạn, trong chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, không thể không nhắc đến công lao của những đội quân tóc dài ở tiền tuyến và những người phụ nữ tảo tần ở hậu phương. Ngày nay, khi đất nước được độc lập, người dân sống trong tự do và hạnh phúc. Hơn lúc nào hết, những người phụ nữ càng trân quý giá trị của độc lập tự do. Với vai trò là người mẹ, người vợ, người có nhiều ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, các thế hệ phụ nữ ngày nay luôn nhắc nhở con em giữ gìn bản sắc, văn hóa, lòng tự hào, tự tôn dân tộc bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự về những người phụ nữ luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Với những người đã đi qua cuộc chiến tranh giành độc lập tự do, như cán bộ lão thành Đoàn Thị Hòe ở phường 9 thành phố Đà Lạt, thì ký ức về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc gian khổ nhưng đầy vẻ vang luôn in hằn trong tâm trí bà. Những câu chuyện về một thời hoa lửa hay những khoảnh khắc khi dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân phong kiến đã được bà kể như một lời nhắc nhớ những thế hệ sinh ra trong tự do về niềm tự hào của một dân tộc anh hùng. Khi đó là người cày không có ruộng, cơm không có ăn, áo không có mặc. Mà cái hồi đó là mọi quyền lợi là do cái bọn đế quốc phong kiến, nói chung là hành đền đàn áp. Sau cách mạng tháng 8 rồi, nó đưa lại quyền lợi nhân dân rất nó ấm và hạnh phúc. Toàn dân rất thân khởi. Và đây là nói chung là phong trào khi đó là nhân dân rất nhiệt tình và đưa lại cơm lo, nó áo ấm như nhân dân. Để chuẩn bị và tập hợp mọi người cho những buổi nói chuyện gia đình đầy thân mật nhưng vô cùng ý nghĩa này, được nhờ bàn tay của người phụ nữ trong gia đình là bà Lê Thị Thuận. Với niềm hân hoan của ngày Tết độc lập, bà đã tự tay cắm từng bình hoa để trang hoàng nhà cửa, vận động chồng con tham gia các hoạt động cộng đồng và treo cờ tổ quốc. Bà xem đây là trách nhiệm và tấm lòng của một người con thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước. Ngày Tết độc lập là cũng như thế là cái ngày Tết nguyên đán của mình á, là cũng tổ chức để là cho con cho cháu nhớ về những cái ngày Tết độc lập của dân tộc đó, để cho con cháu nó ghi nhớ và nó lưu giữ được những cái tinh hoa thì những cái là kỷ niệm của đất nước mình, cho con cháu nó đời đời nhớ ơn được đến Đảng, đến Bác, đến nhà nước, đến chính phủ. Thì đó là về phía gia đình, còn về phía của xã hội thì là bản thân là một cái chi hội trưởng của chi hội phụ nữ 2 ở Chi Lăng của phường 9. Thì mới tờ mờ sáng thôi thì là đã đôn đốc chị em, rất là chị em cùng nhiệt tình ra là quét dọn đường phố xanh sạch đẹp, rồi là cắt tỉa cây cảnh, rồi trồng hoa, rồi là cắm cờ để là chuẩn bị cho cái ngày đón Tết, cái ngày Tết độc lập cho nó được rất là tưng bừng. Chào mừng cách mạng tháng 8 và 2 tháng 9 của cả nước ấy. Thì nói chung bản thân và cũng như bà con thôn xóm và gia đình rất là hân hoan chào đón những ngày thắng lợi của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đem lại cái cuộc sống ấm no cho toàn dân tộc ta. Phát huy cái kết quả của cách mạng đã tạo ra thì đối với lại lớp thanh niên hiện nay ấy, thì theo tôi là phải phát huy được cái tinh thần cách mạng của Đảng, của nhà nước đã giành được và giữ được và đang xây dựng được nên đất nước chúng ta trong ngày hôm nay. Nhắc đến Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong trái tim của những người con đất Việt lại bùng lên nỗi niềm tự hào và xúc động. Mỗi người một cách thể hiện niềm vui đón chào ngày Tết độc lập theo một cách riêng. Với bà Đỗ Thị Thu Phương, tự tay chăm chút cho ngôi nhà của mình thật sạch sẽ, gọn gàng, thật trang trọng để đón ngày 2 tháng 9 bên mâm cơm đầm ấm cùng gia đình. Đó cũng là hình thức truyền tải đến các thế hệ con cháu niềm tự hào dân tộc. Gia đình chúng tôi là những cán bộ hưu trí với vai trò là một người phụ nữ trong gia đình. Thì chúng tôi cũng chuẩn bị là trang trí nhà cửa, sửa sang cây cối vườn tược và đồng thời là cũng tổ chức một bữa ăn gia đình nho nhỏ để ôn lại truyền thống của đất nước và cũng là niềm hạnh phúc riêng trong cái niềm hạnh phúc chung của toàn dân tộc với niềm hạnh phúc riêng của gia đình mình. Đã trở thành nét đẹp riêng có của người Việt,
không ai bảo ai, mỗi năm khi mùa thu tháng 8 lịch sử về, các khu dân cư lại rực rỡ cờ hoa. Để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, các hoạt động thi đua sôi nổi cũng được các đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh, đã triển khai lồng ghép vào phong trào 50 ba sạch và cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong cái cuộc vận động này đó thì đặc biệt là những cái dịp mà lễ Tết đó, và nhất là kỷ niệm 32 năm ngày Quốc khánh sắp tới, thì trong một những nội dung mà của cuộc vận động thì có một cái nội dung là đề nghị mọi gia đình chúng ta hưởng ứng tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, các cái cuộc vận động do mặt trận, do đảng, do chính quyền địa phương phát động, trong đó có cái nội dung là hưởng các cái phong trào, các cái hoạt động để chào mừng ngày 2 tháng 9. Điều đó thì có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy trong ngày 2 tháng 9 sắp tới, trên các địa bàn khu dân cư, thì trên các cái địa bàn các huyện cũng sẽ có những cái hình thức đặc biệt để chào mừng. Trong đó cái việc treo cờ, rồi các cái hoạt động làm xanh sạch đẹp đường phố, điều này đã được triển khai vận động đối với các cái huyện trên địa bàn của tỉnh chúng ta. Cách đây 72 năm, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Để có cuộc sống bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có các thế hệ phụ nữ, luôn ghi nhớ công ơn trời biển của Bác Hồ và của các anh hùng liệt sĩ, những người đã tô thắm lá cờ Việt Nam để các thế hệ hôm nay tự hào nhìn vào lịch sử mà tiếp tục vượt khó đi lên.